Vâng, xin chào các bác đến kênh Kia Xe Đạp, và hôm nay sẽ giới thiệu các một siêu phẩm mới nhất về tại Quảng Nam, dòng xe Pirarello đến từ thương hiệu của Ý. Đây là chiếc xe Pirarello FP3. Vâng, đây là một chiếc xe được sử dụng ở các giải đấu chuyên nghiệp. Vâng, được trang bị khung carbon, càng carbon, và tất cả đồ trên xe đều carbon đó nhé. Bộ trang bộ chuyển động thì là của Pirarello chính hãng. Vâng, chỉ cần các bác lên Google và search chữ Pirarello FP3, có rất nhiều chiếc xe trang web nói về chiếc xe này. Pirarello thì một thương hiệu gọi là cao cấp trong dòng xe thể thao trên thế giới các bạn. Các bác nào tìm hiểu qua xe đạp thì không thể bỏ qua một thương hiệu này. Em có vào một số trang web nói về chiếc xe này. Trang web này thì chiếc xe này sử dụng Ultegra. Còn chiếc xe em mới về là sử dụng của Pirarello luôn các bác nhé. Bộ chuyển động của Pirarello luôn, Centur. Vâng, đồng bộ theo xe và nguyên zin. Đây cũng là một trang web nói về chiếc xe này. Rất nhiều trang web review chiếc xe này. Và chiếc xe này em có xem thì được trang bị vòng bi gốm ceramic. Có rất nhiều ưu điểm về vòng bi sứ ceramic đó nhé. Với cấu tạo của vòng bi sứ này thì có rất nhiều là ưu điểm. Cách điện tốt này, ngăn chặn phát sinh dòng điện, tốc độ cao này. Độ ma sát cực thấp, độ cứng cao các bác nhé. Trọng lượng thì rất là nhẹ. Vâng, đây là chiếc xe Pirarello FP3 full carbon. Em sẽ lướt qua hình thức chiếc xe, rất là mới các bác nhé. Đường vân carbon trên khung xe. Chiếc xe có tông màu chủ đạo là màu trắng đen, và điểm nhấn là những đường kẻ sơn màu xanh. Với chiếc xe này chỉ nặng tầm 7 cân một tí thôi, rất là nhẹ. Đây là một thương hiệu cao cấp đến từ Ý, cọc yên của carbon và gọng của titan các bác nhé. Gọng của titan này, yên này về có một cái bọc yên, và em bỏ ra thì thấy yên cũng hơi cũ rồi. Trước khi các bác gửi cho các bác thì em sẽ gửi kèm theo một cái yên mới, yên mà nhà em có, chứ không phải yên zin nữa nhé. Yên zin thì đây rồi. Hình thức còn rất là mới các bạn. Em đánh giá chiếc xe mới trên 90%. Đây là một thương hiệu cao cấp đến từ Ý. Chiếc xe được trang bị bộ chuyển động của pin Campagnolo Centur với cụm phanh 3 mảnh. Và củ đề cũng của Centur các bác nhé. Củ đề các bác có thể thấy đây là carbon nhé. Lần đầu tiên em về cái xe củ đề carbon với 10 tốc độ. Và phía bên này các bác có thể thấy đây, tất cả bộ chuyển động của xe đều là của Campagnolo Centur. Gạt đĩa và đùi đĩa carbon. Đùi đĩa carbon. Vâng, rất là cao cấp. Đùi đĩa trùng rỗng. Và mayơ của ceramic carbon. Và bên trong là bi sứ các bác nhé, như em giới thiệu ở đầu video rồi. Bánh quay rất bon,
và bền. Cái dòng bi sứ này thì rất là bền, chịu được cường độ cao và may phối nổ. Xe có về theo xe là một chiếc gọng yên, chiếc gọng bình nước carbon của Dacia. Hiệu làm xe đạp và phụ tùng cũng rất là nổi tiếng. Ở lòng đen đều carbon nữa nhé. Bi đông của Dacia. Trên khung có ghi thương hiệu của chiếc xe này, nguồn gốc xuất xứ Italia. Bê đan bi vòng. Và đây là cả carbon các bác nhé, cả nguồn. Tính thẩm mỹ rất là cao. Lốp hiệu của Michelin. Vâng, chiếc xe toàn dùng đồ hiệu thôi các bác nhé, của Michelin. Căm dẹp, căm lá hẹ, giúp các bác đi nhanh hơn, chịu ít lực cản của gió hơn, xé gió. Và đây là máy ở trước của Ceramic bi sứ. Phía bên trên đây thì chiếc xe cũng được sử dụng bộ tay đắt bằng carbon của Centur. Có thể thấy những chữ đường vân carbon này. Vâng, lần đầu tiên em về một chiếc xe được trang bị củ đề carbon và tay lắc carbon rất là cao cấp. Với bộ chuyển động này thì vừa lắc các bác có thể vừa bấm này là xuống, rất dễ dàng sử dụng. Đây phanh trước của xe. Vâng, là chiếc xe được sử dụng bộ vành nguyên cặp của Funcom các bác nhé, bộ vành nhựa Funcom. Funcom thì chất lượng ngang với dòng. Vâng, bây giờ em sẽ đi vào đo chiều cao size đứng của xe. Vâng, xe có size 52 và ngang cũng 52 các bác nhé, của các bác từ 1m63 đến 1m75 đi với chiếc xe này. Vâng, bây giờ sẽ đi vào chuyển động. Với bộ chuyển động của Centur và 10 tầng lít lên lít. Hầu như với bộ chuyển động này thì không có một lỗi chi tiết nhỏ nào cả. Vâng, phụ đề Centur carbon. Mày ơi, kêu rất to. Với đùi đĩa 2 tầng carbon lên đĩa. Siêu phẩm. Vâng, và vừa đánh giá trong chiếc xe đến từ thương hiệu cao cấp của Ý, Pirarello. Chiếc xe được trang bị bộ group của Centur và tất cả đồ trên xe đều là carbon các bác nhé. Chiếc xe được bán tại cửa nghe mức giá là 42.500.000 miễn phí ship toàn quốc đối với bát chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975709943 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh xe đạp và nhấn vào chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đạp có tại cửa hàng. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.